Ngày 21 tháng 8, Hội Cựu Chiến binh Đoàn Thanh niên phường Nam Sơn tổ chức giải cầu lông cờ tướng hè năm 2022 dành cho đối tượng thiếu niên nhi đồng. Giải cầu lông cờ tướng dành cho thiếu niên nhi đồng là một hoạt động được phường Nam Sơn duy trì nhiều năm nay vào mỗi dịp hè nhằm tạo sân chơi bổ ích lý thú cho các em được giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, rèn luyện trí lực. Năm nay, tham gia thi đấu có gần 80 vận động viên tranh tài ở các nội dung cầu lông, đôi nam nữ và đấu loại trực tiếp đối với môn cờ tướng. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải ba và các giải phong trào cho các vận động viên tham gia giải thi đấu cầu lông cờ tướng thiếu niên nhi đồng hè năm 2022.